hát karaoke rất là hay, giá rất hợp lý cho anh em. Ngay buổi sáng hôm nay thì đã lên đường một đôi đi Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam rồi, và một đôi cuối cùng nữa để cho anh em đón Tết. Anh em nào chơi thì chốt đơn thì liên hệ 0974682663, 0974682663, Du Tứ tại thành phố Hải Dương. Với cấu hình là một bát 30 súp ở dưới, một loa lời chung, một loa chung, loa lời bát 20, côn 51, một dép 450, chắc kẹt, đánh rất khấu. Anh em đeo tai phone và nghe cái tiếng bát nhá, cái súp đánh như nào nha, đánh kinh khủng luôn. Cho anh em nghe cái vocal nha. Ra ngoài xa xa xưa nay đã đi vào quyền lãng
trời vào thu. Việt Nam buồn lắm em ơi, kinh khủng khiếp. Mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Này tình yêu, anh đâu hay tình ta xa xôi để bước phong trần tháng. Em khóc cho đời viện xưa, về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi. Gom gom nghe nhạc hay, quê nhà ra đồng nghề hay, trưng bày đẹp, đánh khấu, đánh thoải mái vào 40m2 nhá. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em. Có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp 0974 682 663 Dù Tứ tại thành phố Hải Dương. Còn đúng một đôi nữa rồi. Anh em nào dinh về chơi Tết, bộ này để độc lạ phòng khách đúng không ạ? Một mình nhà mình có rồi đúng không ạ? Ai lần đầu tiên nhìn thấy em nó không ấn tượng đúng không ạ? Về cái sự đường cong mềm mại như thiếu nữ, như nàng tiên cá, như nàng tiên cá rất mềm mại quyến rũ, chinh phục được đốn tim bao nhiêu chàng trai đúng không ạ? Rồi xin chào anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip sau. Anh em nhớ đăng ký ủng hộ kênh YouTube. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.